Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình trưa nay thứ ba ngày 15 tháng 3, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung thông tin đáng chú ý sau. Với các doanh nghiệp đưa người đi làm việc nước ngoài thì bên cạnh những khó khăn chung, quãng thời gian vừa qua cũng hữu ích để chuẩn bị cho các chương trình một cách quy mô, bài bản hơn trong năm 2022. Nhiều mặt hàng lương thực thực phẩm hàng ngày tại các chợ, trung tâm thương mại đã đồng loạt tăng giá khiến người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu. Nâng cao vai trò của cơ quan bảo vệ quyền của người tiêu dùng, phóng sự nhân ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3. Tin chi tiết, Văn phòng Chính phủ có văn bản mới nhất về mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Sẵn đề nghị của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc mở cửa lại hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả trong điều kiện bình thường mới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế sửa đổi quy định đối với khách quốc tế. Theo đó, Bộ Y tế khẩn trương sửa đổi các quy định, yêu cầu đối với khách du lịch nhập cảnh cho phù hợp với tình hình mới theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 25 ngày 7 tháng 3 năm 2022. Trước đó, khi góp ý cho phương án mở cửa du lịch từ ngày 15 tháng 3, Bộ Y tế đưa ra quy định gây tranh cãi như ở lại nơi lưu trú trong vòng 24 giờ đầu kể từ khi nhập cảnh và trong vòng 72 giờ đầu hành khách không nên rời khỏi nơi lưu trú. Trong hai báo cáo trên chính phủ vào ngày 28 tháng 2 và ngày 12 tháng 3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều bảo lưu quan điểm cần cởi mở với khách quốc tế, đối xử bình đẳng như khách Việt. Ngày 14 tháng 3, Bộ Y tế ban hành quyết định số 604 kèm hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19. Tại điều này thay thế quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 261 ngày 31 tháng 1 năm 2022 ban hành hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà và quyết định số 528 ngày 3 tháng 3 năm 2022 ban hành hướng dẫn quản lý tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19. Theo hướng dẫn mới, tiêu chí lâm sàng của người mắc COVID-19 điều trị tại nhà được bổ sung là người bệnh COVID-19 đã được cơ sở khám bệnh chữa bệnh điều trị nhưng chưa đạt tiêu chuẩn khỏi COVID-19 và đạt tiêu chuẩn quản lý tại nhà thì được chuyển về nhà để tiếp tục chăm sóc. Ngoài ra, hướng dẫn bổ sung một khai báo y tế với F0 điều trị tại nhà, trong đó F0 hoặc người chăm sóc thông báo với trạm y tế xã, phường hoặc cơ sở quản lý F0 tại nhà theo hướng dẫn của địa phương về thông tin cá nhân, thời điểm được xác định mắc COVID-19, đối tượng được quản lý tại nhà, thời điểm hết cách ly điều trị tại nhà. Các hướng dẫn về theo dõi sức khỏe người mắc COVID-19 hầu như không thay đổi. Tuy nhiên, Bộ Y tế bổ sung yêu cầu về thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm. Trong đó đáng chú ý là hướng dẫn F0 cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly nhưng không được ra khỏi nhà. Khi phải ra khỏi phòng cách ly, phải mang khẩu trang giữ khoảng cách với người khác trong nhà. Cùng theo hướng dẫn quản lý tại nhà với người mắc COVID-19 vừa ban hành, Bộ Y tế quy định người mắc COVID-19 được khẳng định nhiễm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR hoặc test nhanh do bản thân hay người chăm sóc tự làm tại nhà hoặc do nhân viên y tế, cơ sở y tế thực hiện. Trước đây, ngành y tế quy định kết quả test nhanh COVID-19 của F0 tại nhà được công nhận khi người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện từ xa hoặc test nhanh do nhân viên y tế thực hiện cho bệnh nhân. Trước sự quan tâm của dư luận hiện nay xung quanh chính sách thu thuế bất động sản, bao gồm việc đánh thuế nhà và tài sản, ngày 14 tháng 3, Bộ Tài chính đã có thông cáo báo chí cho biết, hiện nay Bộ chưa xây dựng dự thảo luật để lấy ý kiến của các tổ chức cá nhân trước khi trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội. Bộ Tài chính đang đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá tác động về tình hình thực hiện luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Trên cơ sở vướng mắc của các bộ ngành địa phương và tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, Bộ sẽ tiến hành tổng kết đánh giá quá trình triển khai thi hành luật để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản và báo cáo cấp có thẩm quyền đúng tiến độ quy định. Để triển khai thực hiện tốt các quy định về quản lý thuế, tăng cường tính hiệu lực hiệu quả trong việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị số 05/CT-UBND yêu cầu Cục Thuế tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai thông tin trên diện rộng về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử để người nộp thuế nắm bắt thông tin, tự giác thực hiện chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức các hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phải kịp thời hỗ trợ các vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế về chính sách, quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần mềm ứng dụng, ra soát, phân loại tổng thể người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định để trực tiếp thông báo, hướng dẫn triển khai áp dụng hóa đơn điện tử.
đồng thời chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin để thực hiện việc lập hóa đơn điện tử, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, gửi hóa đơn điện tử cho người mua và các nội dung khác về quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, công bố đường dây nóng tại cục thuế và các chi cục thuế, nắm bắt và xử lý ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục thuế những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ. Là một chủ trương lớn cũng là kênh thoát nghèo hiệu quả, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đang dần trở nên dễ tiếp cận với nhiều đối tượng lao động hơn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên trong 2 năm qua, hoạt động này hầu như bị đóng băng. Với các doanh nghiệp đưa người đi làm việc nước ngoài thì bên cạnh những khó khăn chung, thì khoảng thời gian vừa qua cũng hữu ích để chuẩn bị cho các chương trình một cách quy mô, bài bản hơn trong năm 2022. Thời điểm này, cùng với việc mở lại các đường bay quốc tế, hoạt động xuất khẩu lao động đã bắt đầu chính thức khởi động. Daystar là một doanh nghiệp khá lớn ở Thừa Thiên Huế trong việc đưa người đi làm việc ở thị trường Nhật Bản. Sau khoảng thời gian tạm ngưng do dịch bệnh, hiện công ty này đang bắt đầu khởi động lại các chương trình tuyển sinh, dạy ngoại ngữ và đặc biệt là mở các chi nhánh nhỏ tại các huyện, thị để người lao động ở các vùng sâu, vùng nông thôn đều có thể tiếp cận được thông tin và mạnh dạn tham gia. Mục tiêu của công ty trong năm nay phấn đấu đưa từ 500 đến 700 người đi Nhật Bản làm việc. Chúng tôi nghĩ rằng là cái khó khăn lớn nhất của thị trường bây giờ của đối với người lao động đó là thông tin. Người ta luôn luôn nghĩ rằng việc sang Nhật Bản sẽ rất là khó. Thứ nhất là về ngôn ngữ sẽ như thế nào, việc đào tạo sẽ mất bao lâu và sang Nhật Bản khi gặp khó khăn thì ai là người sẽ giải quyết. Thì đó là một trong những cái suy nghĩ để người ta nghĩ rằng là nó sẽ rất là khó khăn. Cho nên nhân sự của chúng tôi, từng nhân viên của chúng tôi ở các phường xã được chúng tôi đào tạo, mục đích là kết nối cái thông tin này lại, giải quyết cho người ta hiểu rằng nó không khó như người ta nghĩ. Việc đào tạo tiếng Nhật, chúng tôi là có giáo viên người Việt Nam và người Nhật Bản đào tạo cho các bạn trong thời gian 6 đến 8 tháng, đủ điều kiện để đi. Về trình độ thì yêu cầu 12 trở lên là được rồi. Tất nhiên ở đây trình độ không phải đòi hỏi phải cao, nhưng cái quan trọng là thái độ và ý thức của các bạn. Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền về chương trình đi làm việc ở nước ngoài, hiện nay các doanh nghiệp cũng đang có nhiều phương án hỗ trợ ưu đãi trong việc vay vốn ban đầu để người lao động có thêm điều kiện trong việc trang trải các chi phí. Thì Suleco đang phối kết hợp chặt chẽ với Sở Lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh, Phòng Lao động các huyện tham gia đầy đủ các phiên giao dịch việc làm, các hội nghị việc làm, giới thiệu tư vấn việc làm cho lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời cũng đã có các chính sách riêng của Suleco, đó là cho lao động trả chậm là một phần chi phí sau khi sang Nhật làm, nhằm giảm tải được cái áp lực chi phí cho lao động khi muốn sang Nhật làm việc. Trên thực tế, việc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hiện là một kênh thoát nghèo hiệu quả được rất nhiều tỉnh thành trên cả nước hưởng ứng. Với Thừa Thiên Huế, so với những năm trước, hiện chương trình này cũng đã bắt đầu lan tỏa đến nhiều người lao động hơn. Đặc biệt, nhiều lao động ở các vùng dân tộc thiểu số cũng đã bắt đầu tiếp cận với kênh này và mạnh dạn tham gia. Chúng em mong muốn là sẽ đi Nhật để làm bên Nhật có một công ty rất là tốt. Chúng em sẽ cố gắng làm việc để sau này có tương lai, lo cho gia đình, cho vợ con. Trong kế hoạch của tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh đang phấn đấu trong năm 2022 này sẽ đưa khoảng 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Và theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, hiện nay mọi người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ vay lên đến 80 triệu đồng. Số tiền này giải ngân 2 lần, lần 1 khi đổ phỏng vấn và lần 2 khi có visa xuất cảnh. Có thể thấy, tỉnh đang tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người lao động trong việc đi làm việc ở nước ngoài. Mong rằng với sự mở cửa trở lại của các quốc gia, chương trình này sẽ có nhiều khởi sắc hơn trong năm 2022. Giá xăng dầu liên tục tăng cao dường như ngay lập tức có những tác động tiêu cực đối với chi tiêu hàng ngày của người dân. Nhiều mặt hàng, lương thực, thực phẩm hàng ngày tại các chợ, trung tâm thương mại đã đồng loạt tăng giá. Không chỉ người tiêu dùng phải đắn đo cân nhắc mà giá cả biến động còn khiến các tiểu thương cũng phải điều chỉnh việc nhập hàng hóa. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Những ngày qua, quầy gia vị của bà Cúc, tiểu thương chợ An Cừu luôn trong tình trạng ế ẩm. Bà Cúc cho biết giá cả các mặt hàng gia vị đều đã tăng giá, trong đó dầu ăn và bột nêm nhích giá nhiều nhất. Dầu ăn tăng gần 10.000 đồng một chai, bột nêm nước mắm tăng khoảng 2.000 đồng một gói. Giá cả tăng, người dân thắt chặt chi tiêu mua sắm, sức mua giảm, nên các tiểu thương chỉ có thể nhập hàng chừng nào bán chừng ấy, chứ không giảm trữ nhiều như thời gian trước. Ế ẩm, người bán nhiều hơn người mua. Đó là tình hình chung của các tiểu thương tại chợ An Cừu những ngày qua. Những mặt hàng tăng giá là chủ yếu là vì tinh, dầu là nhiều nhất, bột nêm cũng tăng.
nước rửa chén cũng tăng. Nói chung lại là đa số là tăng là dư dứt. Chứ mình cứ mua ngang mua bên bán ngang này, mình cứ mua là giống kiểu mình cứ trên là cho sĩ tương lai mình dâng lên thôi. Cao bằng cao thôi chứ cũng biết mang ráng hết. Ẩm nhiều ghế làm chứ, mình giống như cái tế mình bán 10 mà giờ chưa là bán lại 3 thôi. Mình bán ế thì mình lo chứ, cho thành ế là mình lại xuất ít. Một tiền có mà cái chi cao lên thì tiền mà ăn chi nhiều mà cái chi cao cái dâu mà 5-70 ngàn, 6-70 ngàn. Không khí mua bán tại chợ Đông Ba cũng không khá khẩm hơn là mấy khi nhiều ngày qua giá cả các mặt hàng thực phẩm hàng ngày cũng đang bắt đầu có dấu hiệu tăng giá. Dù không có sự chênh lệch quá nhiều nhưng vẫn khiến nhiều người dân lo lắng, đặc biệt là đối với người lao động phải chạy ăn từng bữa. Rau xanh tăng từ 2-3 nghìn đồng một bó, các loại hải sản tăng từ 5-10 nghìn đồng một kg. Giá xăng tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Giờ đây lại kéo theo nhiều mặt hàng thiết yếu đồng loạt tăng giá, trong khi mức lương cơ bản vẫn không thay đổi, khiến nhiều gia đình phải tính đến phương án thắt lưng buộc bụng. Chứ hiện tổ tăng mình phải bớt chơi cái tên mình phải chưa gì mình làm chi ra. Dịch Covid đô xong rồi mình răng nó. Đơn giếng mình về giảm rồi. Gia đình mình tiêu thụ giảm chứ. Chứ trống răng để cho ngày bình thường lại chứ. Mình lo tiêu thụ của mình ấy làm gì cũng có mà chứ. Ăn uống chứ tốn gia đình thì mình phải lo rồi. Em cũng thấy làm thì không điều kiện thì tiền bạc thì không làm không ra tiền mà thấy vật hàng thì cao lên thì mình cũng lo lắng rồi chứ. Mấy cái thế ăn đông chưa lên ăn đông một đông hai thì cao thì mình phải tăng cao chứ chưa mà ăn mà nhưng làm thì không điều kiện thì không ra tiền được rồi đó. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tác động tiêu cực đến việc làm và thu nhập của không ít người dân. Cùng với thời gian qua thì giá xăng dầu tăng cao đã kéo theo giá thành của một số sản phẩm tăng theo. Mỗi khoản chi phí phát sinh thêm một ít, nhưng gộp lại sẽ thành một khoản không hề nhỏ, đã tạo nên gánh nặng trong chi tiêu và cuộc sống của mỗi gia đình. Hôm nay ngày 15 tháng 3 là ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và mở cửa thị trường, người tiêu dùng ngày càng có thêm nhiều cơ hội lựa chọn hàng hóa và dịch vụ, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro từ mặt trái của cơ chế thị trường. Bảo vệ người tiêu dùng được Đảng, Nhà nước coi là một trong những vấn đề quan trọng và nóng bỏng trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững của đất nước. Những năm qua, các cơ quan thực thi đã từng bước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người tiêu dùng, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, vai trò của các đơn vị này cần đẩy mạnh vào thực chất. Vì dịch bệnh, chị Ninh đã lên mạng và đặt mua một chiếc ghế tại fanpage có tên Quang. Chiếc ghế có giá 5.200.000 đồng và được giới thiệu là có chức năng massage trải đều tại cổ, lưng, thắt lưng, hông, đùi và có thể sử dụng linh hoạt tại các vị trí cùng lúc. Thế nhưng khi nhận ghế, sản phẩm không được như lời quảng cáo. Chị Ninh có gọi điện phản hồi nhưng nhân viên trả lời mập mờ và sau đó từ chối các cuộc gọi và tin nhắn từ chị Ninh. Vì dịch giã với cả không thuận lợi cho việc đi lại cho nên người ta bắt buộc phải mua online thôi. Nhưng mà doanh nghiệp làm ăn như thế thì rất là chộp giật. Mặc dù luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được tuyên truyền rộng rãi, nhưng nhiều người tiêu dùng chưa nhận biết đầy đủ được quyền lợi của mình khi mua sắm và quyền lợi chính đáng đó được pháp luật bảo vệ. Bởi vậy, khi sự cố xảy ra, không có cơ sở để giải quyết, không biết phải làm gì nên phải chấp nhận. Tôi đã nhiều lần phải mua phải những hàng giả, hàng nhái, nhưng mà cũng không biết tìm đến các cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cũng không biết là phải tìm ai hoặc là cơ quan nào để khiếu nại cái vấn đề này. Pháp luật cho phép người tiêu dùng khiếu nại tố cáo các hoạt động gian lận thương mại, từ chối những sản phẩm không đảm bảo về quy cách, mẫu mã, chất lượng và giá cả. Thế nhưng thực tế vẫn có nhiều trường hợp bên bán, tức là doanh nghiệp, không đảm bảo quyền lợi cho người mua. Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam còn là sự nhắc nhở các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng của nhà nước và các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh cần nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời từng bước xây dựng, củng cố môi trường tiêu dùng lành mạnh, bền vững ở Việt Nam. Sau hơn 10 năm thực thi, dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi dự kiến sẽ được đưa ra trình Quốc hội xem xét thảo luận tại phiên họp tháng 10 sắp tới. Đây cũng là một trong những dự án nhằm nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người tiêu dùng, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Sẽ có cái dự luật xây dựng cái luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mới. Thứ hai là chúng tôi phối hợp với cả các doanh nghiệp xây dựng những cái chương trình. Ở đây chúng tôi cùng với họ xây dựng sao được có ra được một cái chính sách làm sao mà bảo vệ người tiêu dùng tốt nhất, đồng thời có thể xử lý được cái khiếu nại của người tiêu dùng với thời gian nhanh nhất.
Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 có chủ đề Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới, nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng trong các giao dịch trên thị trường. Chủ đề nhằm kêu gọi các cấp ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp chung tay bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, môi trường kinh doanh tiêu dùng an toàn, lành mạnh và bền vững. Phần cuối là một số thông tin khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 nhằm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, là tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mọi người, là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát huy và nhân rộng các giá trị tốt đẹp của gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đất nước. Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2025 đạt 95% và đến năm 2030 đạt 100% các gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình. Đặc biệt quan tâm số hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình dân tộc thiểu số. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 85% và đến năm 2030 đạt 100% các gia đình được tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 85% và đến năm 2030 đạt 100% các địa phương có mô hình về truyền thống, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 85% và đến năm 2030 đạt 100% các địa phương đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước. Theo đó, kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về giá trị gia đình trong tình hình mới, xây dựng môi trường gia đình văn minh, hạnh phúc, tạo điều kiện cho mọi thành viên thụ hưởng thành quả phát triển, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về gia đình, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, huy động xã hội hóa, phát triển lĩnh vực gia đình. Ngành đường sắt vừa cho biết sẽ áp dụng quy định mới về đổi trả vé tàu. Quy định này sẽ áp dụng từ nay đến ngày 27 tháng 4 và từ ngày 4 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5. Đối với vé mua là cá nhân, hành khách phải đổi trước giờ tàu chạy 24 giờ trở lên, lệ phí là 2.000 đồng một vé. Đối với việc trả vé, vé cá nhân phải trả trước giờ tàu chạy ít nhất 4 giờ. Khi trả trước 4 giờ đến dưới 24 giờ, lệ phí là 20% giá vé. Từ 24 giờ trở lên, lệ phí là 10% giá vé. Vé tập thể khi trả vé trước giờ tàu chạy từ 24 giờ đến dưới 72 giờ thì lệ phí là 20% giá vé, từ 72 giờ trở lên lệ phí là 10% giá vé. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.